Sáng 1 tháng 10, lãnh đạo huyện Ủy Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng từ 24 giờ ngày 30 tháng 9 đến 1 giờ ngày 1 tháng 10, tại Bản Đửa và xã Minh Tiến thuộc xã Lượng Ninh, huyện Tương Dương đã xảy ra một trận lũ ống lũ quét khiến nhiều bản làng ngập nước, thiệt hại nặng. Trong đêm tối, hàng trăm người dân, giáo viên, học sinh vất vả chạy lũ. Theo nhận định sơ bộ, trận lũ ống khiến bốn bản của xã Lượng Minh bị thiệt hại nặng, trong đó một bản thiệt hại nặng nhất là bản Đứa. Ở Các bản khác như là Minh Tiến, Minh Thành, Trầm Vuông thì người dân cũng mất nhiều tài sản, nhà cửa do lũ. Ghi nhận điểm trường học ở hai bản nêu trên bị nước tràn vào cuốn theo nhiều tài sản, làm hư hỏng nhiều công trình. Sau khi nhận được thông tin, ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã Lượng Minh đã chỉ đạo huy động lực lượng sơ tán dân khẩn cấp. Đại diện ủy ban nhân dân xã Lượng Minh cho biết hiện có bốn bản phía trong gồm Trầm Vuông. Ninh Minh Tiến, Bản Đửa và Minh Thành của xã đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở tắc đường ở đầu Bản Đửa và tuyến đường đi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cũng sạt lở bị tắc ở nhiều điểm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả lũ ống lũ quét gây ra. Sau khi nhận được thông tin, thì đoàn công tác của huyện đã có mặt tại địa bàn xảy ra lũ ống lũ quét để chỉ đạo lũ ống lũ quét làm cho nhiều nhà ngập bùn gần 1 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát hành bản tin khẩn cảnh báo về tình hình lũ trên sông Cửu Long vào ngày 30 tháng 9. Mực nước trên các nhánh sông Tiền và sông Hậu đang lên nhanh chóng, chủ yếu do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với dòng lũ thượng nguồn. Theo ghi nhận vào ngày 29 tháng 9, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu trên sông Tiền đã đạt 3,28m, chỉ còn cách báo động 1 là 0,22m. Trong khi đó, mực nước tại trạm Châu Đốc trên sông hậu là 2,95m, gần chạm ngưỡng báo động 1, chỉ thấp hơn 0,05m. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng, đến khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, mực nước cao nhất tại Tân Châu và Châu Đốc có khả năng đạt hoặc vượt ngưỡng báo động 1. Sau đó, quá trình dâng nước lúc sẽ chậm lại nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các chuyên gia cảnh báo rằng các vùng trũng thấp ven sông ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An sẽ đối mặt với nguy cơ ngập lụt cao. Ngoài ra, các tỉnh hạ lưu sông cửu long cũng cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đặc biệt là những điểm có đê bao yếu từ chiều ngày 29 tháng 9, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh những đám mây lạ nhiều màu sắc xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Yên, Tiền Giang, Nam Định. Theo đó, hình ảnh đám mây lạ được nhiều người dân ghi lại tại Ninh Bình trong chiều hôm qua ngày 29 tháng 9. Nhiều người cho rằng đây là mây ngũ sắc. Trong khí tượng, mây ngũ sắc được xếp vào loại hào quang. Hiện tượng này xảy ra lúc có sự nhiễu xạ khiến các hạt mây hoặc những tinh thể băng kích thước nhỏ, cấu trúc riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Màu sắc của đám mây thay đổi theo thời gian do góc chiếu sáng của mặt trời thay đổi. Không chỉ tại Ninh Bình, một số người dân tại Hà Nội cũng ghi lại những hình ảnh đám mây nhiều màu sắc. Trước đó, hiện tượng này cũng đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô Hà Nội vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 6 hình ảnh về đám mây nhanh chóng được người dân nhiếp ảnh ra chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng. Theo các tài liệu, sự phát ngũ sắc của mây do các giọt nước rất đồng đều, nhiễu xạ ánh sáng trong phạm vi 10 độ từ mặt trời và do các hiệu ứng giao thoa bậc nhất, ngoài phạm vi 10 độ từ mặt trời, nó có thể mở rộng tới 40 độ từ mặt trời. Nếu các phần của mây chứa các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước tương tự thì hiệu ứng tích lũy của chúng được nhìn thấy như là các màu, mây phải mỏng về mặt quang học để hầu hết các tia sáng chỉ gặp một giọt suy nhất. Do đó, ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt, trong khi những đám mây mới hình thành tạo ra ngũ sắc sáng nhất và nhiều màu sắc nhất. Khi các hạt nước hay măng trong một đám mây mỏng có tỷ lệ lớn kích thước giống nhau, thì ngũ sắc có dạng cấu trúc của quần sáng, một đĩa tròn sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng với một hoặc nhiều vòng màu bao quanh. Trước đó, ngày 12 tháng 6, mây ngũ sắc cũng từng xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, báo đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông mạnh lên cấp 16 siêu cấp siêu bão. Hồi 7 giờ vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16 từ 184 đến 201 km/h giật trên cấp 17. Theo dự báo hiện tại cơn bão này hoàn toàn không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Sau khi vào biển đông, bão sẽ nhanh chóng đổi hướng đi ngược lên phía bắc về hướng Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên do tác động của bão vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 đến 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của rông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Thái Bình thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Hải đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tên cướp đã thực hiện 8 vụ cướp tại nhiều địa điểm khác nhau chỉ trong vòng 2 ngày từ 25, 26 tháng 9 năm 2024. Hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm Trần Đức Lương sinh năm 2008, trú tại xã Nam Chính huyện Tiền Hải và Phạm Ngọc Hoan sinh năm 2005, trú tại xã Nam Hà huyện Tiền Hải về tội cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 27 tháng 9, công an huyện Tiền Hải nhận được đơn trình báo của công dân về việc khoảng 7 giờ 20 phút ngày 25 tháng 9 năm 2024 khi đang điều khiển xe mô tô đến đoạn đường D221A thuộc địa phận thôn Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải thì bị hai nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô, đạp xe làm bị hại ngã ra vệ đường. Sau đó một thanh niên dùng dao uy hiếp để đe dọa, cướp số tiền khoảng 500.000 đồng rồi lên xe bỏ chạy xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng các đối tượng có hành vi manh động nguy hiểm gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương, đấu tranh điều tra làm rõ vụ án. Đến khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 9, công an huyện Tiền Hải đã xác minh xác định bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên là Trần Đức Lương và Phạm Ngọc Hoan, đồng thời thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Đông Hưng, Hưng Hà, thành phố Thái Bình và thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam Hà Nam. Hiện công an huyện Tiền Hải đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cùng 4 cấp dưới. Những người bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Trần Văn Công sinh năm 1960 trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, Chu Đức Khương sinh năm 1979, trú tại phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Quảng Sương. Mai Ngọc Tứ sinh năm 1970, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương, chủ tịch ban nhân dân xã Quảng Trung, huyện Quảng Sương. Lê Đình Khoa sinh năm 1974, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Sương và Nguyễn Văn Luyện sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Trường huyện Quảng Sương, cán bộ địa chính ủy ban nhân dân xã Quảng Trường huyện Quảng Sương. Những người nói trên bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Trần Văn Công làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 5 năm 2019 nông công được điều động giới thiệu để bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh từ 2018 đến 2023. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.